nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần bằng đó. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là việc sai? Ngay cả khi em vui hay buồn, anh thấu. Một người từng giấc mơ, để đau em lúc đã thương. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.